Ok và hello xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình nói chung là mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn có thể mua được hamster với giá rẻ và đồng thời là sẽ thuận tiện cho các bạn trong quá trình mà các bạn vận chuyển các bé hamster luôn nha. Ok, thì nói chung là ở trên kênh của mình thì mình thấy là có khá là nhiều bạn ở những nơi xa, ví dụ như là ở miền quê hoặc là những bạn ở đảo Phú Quốc đồ chẳng hạn. Đấy, vào inbox hỏi mình là có thể gửi hamster được cho các bạn được không, hoặc là mua giùm các bạn được không. Đó, thì sẵn tiện đây mình nói luôn là hiện tại là bên mình chỉ bán thức ăn với lại vật dụng rồi thôi. Còn hamster thì mình sẽ tạm ngưng bán một thời gian nha. Tại vì mình nói chung là mình còn đi học cho nên là không có thời gian để mà chăm tụi nó. Cho nên là mình sẽ tạm ngưng một thời gian. Và nếu như mà chừng nào có bán lại thì mình sẽ thông báo các bạn vào trên kênh YouTube này sau luôn nha. Và hiện tại thì mình chỉ bán thức ăn và đồ chơi lòng các kiểu thôi. Các bạn nào muốn mua gì cho các bé thì có thể inbox vào trang fanpage, mình sẽ để đường link ở phần mô tả nha. Đó, và các bạn ủng hộ mình để mình có thêm chi phí mà làm video cho các bạn xem. Ok, và vào vấn đề chính của ngày hôm nay nha. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn có thể mua hamster với giá rẻ và đồng thời là thuận tiện cho các bạn để vận chuyển các máy hamster luôn. Đó, và cái này thì dành cho những bạn mà ở chỗ xa xôi rồi đó. Và những nơi đó thì có thể là người ta bán rất là ít. Đấy, bán hamster rất là ít hoặc là thậm chí là không có bán luôn. Đấy, cho nên là mình sẽ là hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn. Đó, còn những bạn nào mà ở trong những cái thành phố lớn như là ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội đâu chẳng hạn thì sẽ có những cái shop rất là lớn và người ta có thể gửi trong nội ô thành phố cho các bạn rất là dễ dàng luôn. Cái những bạn đó thì ok rồi. Đó, còn cái video này thì dành riêng những bạn nào mà ở xa xôi. Đó, và không có bán chỗ của các bạn, không có bán hamster nha. Ok, thì bây giờ các bạn hãy vào Facebook cho mình. Thì các bạn hãy vào Facebook đấy và tìm cho mình những cái hội hamster. Ví dụ nha, mình sẽ ví dụ hai cái hội hamster mà mình thường vào cái mình để mình tham quan. Đó, thứ nhất là vườn hamster quốc gia nè. Đó, các bạn vào chỗ tìm kiếm á, trên Facebook á, mình các bạn nào xài điện thoại thì cũng làm tương tự vậy luôn nha. Đấy, các bạn vào đây và tìm với cái mục này. Đấy, thì đây là một trong những hội mà mình thấy thì cái lượt mà thành viên được khá là cao các bạn. Có 11.609 thành viên. Đấy, thì nói chung là khá là cao. Đó, và các bạn mà muốn mua những cái bé hamster á thì các bạn có thể vào đăng bài ở trên này. Đấy, các bạn hãy đăng bài trên này nha. Và các bạn hãy đăng bài trên này. Ví dụ như là các bạn muốn mua hamster thì các bạn hỏi là có ai bán hamster ở gần cái khu vực của bạn không. Ví dụ như mình để ở Vũng Tàu đi. Ví dụ như là có bạn nào bán hamster ở Vũng Tàu không. Đấy, có thể chia cho mình một vài bé hay là không. Đó, thì sẽ có, nếu như mà những bạn nào mà ở gần chỗ bạn hoặc là có thể gửi qua chỗ của bạn á thì có thể là inbox lại cho bạn nha. Nếu như mà bạn may mắn mà gặp được những người mà người ta sinh sản ở nhà á, người ta cho sinh sản ở nhà được á, thì người ta sẽ bán cho các bạn với mức giá là nó sẽ rẻ hơn ngoài shop nha. Còn nếu như mà các bạn gặp những shop mà người ta vào đây người ta giới thiệu hamster cho các bạn á, thì các bạn cũng có thể mua nhưng mà giá nó sẽ cao hơn. Đấy, mình nếu như mà các bạn muốn mua giá rẻ thì các bạn hãy tìm hiểu những bạn nào mà có hamster sinh sản ở nhà. Đấy, thì các bạn sẽ mua với giá rẻ. Đấy, thậm chí là những bạn nào mà đẻ có người người ta đẻ nhiều quá các bạn. Đấy, người ta sẽ bán với giá là thậm chí là khoảng 20-30 ngàn một bé thôi, dòng Winter Wild chẳng hạn. Đó, ok, thì các bạn hãy đăng bài ở trên những cái hội như thế này nha. Bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn thêm một hội nữa mà cái lượt thành viên khá là cao. Đâu, mình mới coi đây nè. Đây, hội hamster miền Nam nè. Đó, thì cái hội này thì theo mình thấy thì nó chuyên cho những bạn ở miền Nam nè. Đấy, còn cái vườn hamster quốc gia thì nói chung là nó toàn quốc. Đấy, thì cái hội này thì tới 16.070 thành viên. Đó, thì các bạn có thể vào đây và đăng bài viết để hỏi nha. Đây, ví dụ như là có một bạn này nè. Đấy, bài này thì đăng bài như sao. Đấy, mình cần gả một cặp W không đồng huyết nè. Đó, có ship Bình Dương nha. Đó, thấy không? Đấy, thì các bạn có thể vào đây và tham khảo những cái dòng bình luận như thế này. Đấy, cái tách đăng bài như thế này thì các bạn có thể mua được. Đấy, ví dụ như cái bài viết này thì những bạn nào ở Bình Dương thì có thể ghé qua nhà bạn này mua luôn. Đấy, thì nó rất là tiện luôn. Đó, còn những bạn nào ở xa thì có thể đăng bài vào đây và hỏi. Ok, thì đây là cách mà nhanh nhất mà để cho những bạn nào ở xa, đấy, ở nơi các bạn không có bán hamster mà các bạn có thể mua được hamster trong thời gian nhanh nhất nha. Còn nếu như mà các bạn đăng bài trên đây mà không có ai mà gần chỗ bạn nữa, một thời gian sau các bạn đăng thử thêm một vài bài xem. Đấy, các bạn cứ đăng hoài đi thì sẽ có một ngày có người ta sẽ gần chỗ bạn, người ta sẽ bán cho các bạn thôi, hoặc là người ta có thể gửi đến chỗ của bạn thôi. Đó, ok,
Thì tiếp theo nữa thì sẵn tiện đây mà chia sẻ luôn. Đó. Thì cái hội, những cái hội như thế này á, thì là nơi mà các bạn có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm về hamster, cũng như á, là các bạn có thể mua hamster trao đổi với nhau. Đó. Thì những bạn nào mà hamster của các bạn bị thí dụ như là bị bệnh, hoặc là bị mèo hay là chuột cắn hay gì đó, thì các bạn hãy đăng bài trên này nè. Đấy, những cái hội này thì có lượt thành viên khá là cao, cho nên đó là người ta sẽ phản hồi là cái inbox của bạn khá là nhanh đó. Các bạn hãy đăng bài trên này. Đấy, thì sẽ có những bạn thành viên ở trên này, người ta sẽ giúp đỡ cho các bạn. Đấy, rất là nhanh luôn. Đó, ok. Đấy, thì những cái hội này thì nó khá là thuận tiện. Đấy, cũng như là rất là hữu ích cho những bạn nào nuôi hamster luôn nha. Đấy, thì nói chung là mình cũng tính lập ra một cái hội như thế này. Đấy, để dành cho các bạn cùng nhau mà vào đây chơi. Đấy, cũng như là đăng bài đồ, trao đổi kinh nghiệm đồ với nhau trong như thế này. Đấy, nói chung là mình chưa có thời gian, cho nên là mình chưa có gọi là tạo ra một cái hội như thế này. Đấy, chứ mình cũng dự định khá là lâu rồi. Đấy, thì sắp tới thì nếu như được thì mình sẽ gọi là lập ra một cái hội như thế này. Và rất mong là các bạn sẽ vào và ủng hộ cái hội riêng của mình nha. Ok, đấy. Rồi và đây, hôm nay thì mình sẽ làm một cái video ngắn như thế này để mà chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn có thể mua được hamster đó với giá rẻ, và đặc biệt là dành cho những bạn nào mà ở nơi các bạn không có hamster nha. Ok, một điều lưu ý nữa là khi các bạn mua thì các bạn hãy tìm hiểu thông tin cái người bán thật là kỹ nha. Đấy, coi là hamster của người đó có ok hay là không. Đấy, các bạn phải tìm hiểu thật là kỹ. Đó, cái này thì do bạn thôi. Đấy, các bạn phải tìm hiểu thật là kỹ, tránh những trường hợp mà người ta lừa gạt hoặc là bán chuột yếu hoặc là chuột gì đó cho các bạn. Đối với những bạn nào mà mới nuôi hamster lần đầu luôn á, thì mình khuyên các bạn nên là vào Google nha. Bạn vào Google, bạn bấm là cách nuôi hamster nha, cách nuôi hamster. Đấy, để mà các bạn tìm hiểu về hamster. Đấy, sơ qua, hoặc là các bạn có thể tìm hiểu kỹ về hamster trước khi mà các bạn mua về nuôi nha. Ok, đấy. Thì nếu như mà các bạn tìm hiểu kỹ thì các bạn sẽ có kiến thức để nuôi hamster. Thì hamster của các bạn nó sẽ gọi là khỏe mạnh, và cái tuổi thọ của nó sẽ cao hơn. Đó, ok, những kiến thức của bạn khi nuôi hamster nè. Đó, đấy. Và là các bạn có thể vào kênh YouTube của mình để mà xem những cái video mình chia sẻ hàng tuần, hàng ngày nha. Ok. Rồi thì mình rất mong là cái video này sẽ giúp ích cho những bạn nào mà đang dự định nuôi hamster mà chưa có gọi là mua được hamster nha. Đấy, ok. Rồi và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha. Và nếu như mà các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like và subscribe để ủng hộ mình nha. Hiện tại là kênh của mình cũng được 5.833 bạn rồi. Đó. Thì nếu như mà 6.000 bạn thì mình đón khoảng 2 tuần nữa nha các bạn. Khoảng 2 tuần nữa thì 6.000 bạn. Nếu như mà các bạn ủng hộ mình nhiều thì có khoảng 1 tuần hoặc là 1.5 tuần nữa. Ok, và rất mong là các bạn sẽ đăng ký kênh mình thật là nhiều nha. Để đăng ký nhiều vô. Đó, để mình có thêm động lực để làm video cho các bạn xem. Và những bạn nào mà chưa xem video cũ của mình thì có thể vào xem để ủng hộ mình nha. Ok, rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi video của mình sẽ đến đây cũng sẽ kết thúc nha. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.